quen rồi cho nên là mình sẽ mua kiếm đôi, kiếm dài với lại hai bình này. Con Ire khi nào mà máu của mình cao hơn nó e một cái mình sẽ bị choáng. Cho nên là lúc mà nó e mình giật e một phát. Là mình giật e lui về ngược về hướng nha. Nếu mà đánh gì Ire phải vậy. Là phải ngược về đây nè. Đây là khoảng cách. Ire là dấu ít, mình là cái mũi tên. Đó. Mình đứng kế bên nó rồi mình lui e về đây phát. Là nó muốn bắt mình phải quy lên. Như vậy nó sẽ không có nhồi một cái sát thương lớn được. Mình lên cấp 2 trước. Để coi nó đang chiêu gì trước ta. Thông thường sẽ đang e. Rồi lui về. Đó đang e thấy không? Ngày đó cũng ăn miếng trả miếng là vậy. Lên cấp 2 trước là lợi thế liền. Nè bây giờ mà mình có hai chiêu rồi đúng không? Bây giờ máu mình ít thì nó e một cái mình sẽ bị choáng, như là lúc mà mình quýnh nó một phát á mình lên giật e ngược về nè. Để tôi test thử. Không. Một là mình choáng nó, mình quy phát bình thường cái xong mình giật e về liền là nó sẽ không choáng được mình. Đó rồi nó bắt lính nè. Tục biến rồi. Bây giờ là nó choáng mình trúng cái là mình chết, nó bắt lính nó choáng mình cái là mình chết. Nó đang canh á. Lui đi. Thấy không? Đó. Đó là cái kỹ năng của DJ. Không flash. Vãi nồi. Không, giật e về. Và hết chán bàn đập. Đó. Sử dụng tê lê tớp này lý hả? Nếu như tớp nó tê lê lên mà lính đang ngang bằng á thì mình cũng lên tê lê lên luôn. Còn nếu mà mình đẩy lên cao rồi mình giữ thì Len đang trong lính đang trong trụ của nó thì mình định giữ tê lê, mình đi bộ lên rồi đợi mở giao tranh ở dưới boss hay là rồng gì đó mình bay xuống thôi. Nếu mà nó đi găng thì mình giữ lính đóng băng, tại vì lúc nãy nó đẩy lính vô trụ cho nên là nó chắc chắn nó sẽ đi ram xuống mid này. Nó đây im đấy nè. Nếu nó găng thành công thì nó có 300 tiền, còn nếu nó găng không thành công thì mình cũng giữ lính ở đây để nó thọt. Thấy không, lính bên mình bị giết hết nó sẽ thọt. Rồi còn nếu mà nó chết rồi thì cũng giữ luôn, tại vì đang đây cái thế lính đang đẹp cho nên là mình cứ giữ như thế này. Đó, bây giờ nó thọt hơn mình rồi. Mình năm mấy lính nó có mấy con rồi. Hết ở này mình về mua đồ. Chắc chắn là sẽ mạnh hơn nó. Đây là lính đang đông hơn. Giữ đây nó lao lên giết. Đấy. Trước lúc nó chán là mình lướt e. Rồi bây giờ nó phải dùng tê lê lên rồi. Đó, lính đang cân bằng, mình tê lê lên luôn. Tê lê đổi tê lê, mình phải luôn luôn giữ lợi thế. Cái game này nó nhiều khống chế nè, cho nên là mình sẽ chơi lên đồ lối trang bị là giày thủy ngân. Đây, giày thủy ngân kiếm bao nhiêu mua. Ai biết thật sự bán nè, dưới đó. Một trăm chí mạng để lấy hên xui không? Ví dụ bây giờ mà mình với nó gần chết mà mình chí mạng phát là mình lời. Mình đã đam cao rồi, mình vừa bật chiêu cuối lên phát
cái tự nhiên cái mình quất bình thường thôi, bình thường thôi nha, chưa làm gì nha, chí mạng cái trên cái thằng AD nó gần chết luôn. Đúng nè, ba ba chỗ nè. Đấy, ngon lành. Không, nhiều khi phải cần những cái pha bay như thế để rút ngắn khoảng cách. Double kill. Mình rã mình vuốt tóc bằng cái này nè. Cái